sẽ có đôi lời phát biểu để chương trình chúng ta được bắt đầu. Xin chào quý vị. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, hôm nay là ngày tưởng nhớ vị nghệ sĩ Tài Danh Ngọc Đan, pháp danh Diệu Hiền, hưởng thọ 72 tuổi. Anh em chúng con nghệ sĩ rất là biết ơn thầy ở chùa Tường Nguyên đã tạo điều kiện để anh em chúng con nhớ cái ngày, nếu mà đúng ra ngày thất đầu tiên của chị Đan. Và hôm nay được gặp các Phật tử nơi đây là cái duyên, mong rằng vong linh của chị Đan hướng về nơi đây và sẽ được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Thôi thì Ngân Tuấn cũng xin phép thay mặt anh em nghệ sĩ nơi đây tụng một hồi kinh để cầu siêu cho chị Đan được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc, và một lát sẽ có một lễ tạ ơn theo phong cách Hồ Hoàng, tại vì chị Đan cũng là một bậc tiền bối của sân khấu Hồ Hoàng. Bây giờ một lát nữa có những người em, người cháu hướng đến trong linh của chị Đan làm một cái lễ tạ ơn theo phong cách Hồ Hoàng để dâng lên tất cả Đức Phật và cho chị Đan nhớ về sân khấu Hồ Hoàng, và lúc nào có những người bậc đàn con, đàn cháu, đàn em noi theo sự nghiệp của chị Tài Danh Ngọc Đan. Nam Mô A Di Đà Phật. Con tôi xin phép được tụng kinh cầu siêu cho chị Đan. Chị cũng đã từng gắn bó với anh em nghệ sĩ thuộc cổ của chúng con. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Kinh Cầu Siêu. Nam Mô Phật Tổ Thích Ca Tây Phương Giáo Chủ Di Đà Chứng Minh. Quan Âm Thế Chí Quay Linh Phổ Hiện Địa Tạng Tận Tình Chứng Chi. Nhờ ơn Phật lực từ bi chứng lòng đệ tử đồng tỳ nguyện ra, cầu cho kẻ thác siêu hoa sanh về Phật quốc Ngự Tòa Bảo Châu, ngưỡng mong Phật pháp cao sâu độ người thoát khỏi khổ sầu nghiệp vương, sanh qua cảnh Phật miên trường chẳng còn đau khổ sáu đường thế gian, dứt lìa mối nợ trái ngoan, hưởng thụ thanh nhàn khỏi thọ vĩnh thiên, lòng thành nguyện đơn Phật tiên đổ đổi ngũ nguyện thất tổ siêu thăng, lục thân nguyên tụ đồng bằng giảng sanh tịnh độ siêu thăng liên đài, vào trong thủ phẩm cao ngai hưởng phần phái lạc đêm ngày thảnh thơi. Ca cô cung kính đồng thời cầu xin Tam Bảo ơn chân chứng lòng, nguyện cho tất cả chúng sanh ăn siêu dân tới cõi thanh được về, người người đắc giác lìa mê xem giới học dòng vào đời cổ tâm. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Giảng Sanh Cực Lạc. Nam Mô Giảng Sanh Cực Lạc. A Di Đà Phật. Dạ vâng, xin cảm ơn nam nghệ sĩ Ngân Tuấn rất nhiều, vừa có những phát biểu tri ân đến tất cả quý vị. Dạ, mới đây là sân khấu cải lương vừa đón nhận một tin buồn là nghệ sĩ Ngọc Đáng ở bên Mỹ qua đời. Thì giữa anh và má Ngọc sĩ Ngọc Đáng, thì lúc mà anh nghe tin má Ngọc Đáng mất ấy, thì anh cảm giác cảm xúc anh thế nào? Thì rất là buồn, vì chị Ngọc Đáng với Ngân Tuấn cũng rất là nhiều kỷ niệm. Từ lúc đó thở mà Ngân Tuấn còn đi hát đồng tỉnh, chỉ đi đồng Tiền Giang, thì Ngân Tuấn đã gặp chị rồi. Lúc đó Ngân Tuấn chỉ là chép ba thôi ở đồng sông Cái Hai, thì gặp nhau và Ngân Tuấn đã từng coi chị hát với anh Vũ Linh, rất là ái mộ chị. Rồi sau này anh em về thành phố gặp nhau và hát chung với nhau, rồi quay rất là nhiều tuồng video, cái thời mà sân khấu video á, rất là nhiều tuồng, bây giờ nhớ nổi đâu rất là nhiều tuồng. Rồi sau khi mà chị qua Mỹ thì Ngân Tuấn cũng qua Mỹ diễn chung với chị, rất là nhiều kỷ niệm. Nhưng mà không ngờ là vừa nghe tin chị mất thì rất là buồn và cũng rất là thương tiếc cho chị, là chị vẫn còn thấy chị rất là khỏe, thấy sức khỏe chị còn tốt và chị còn hát rất là hay. Tết vừa rồi vẫn còn thấy chị hát chương trình Mừng Xuân ở bên hải ngoại, mà sao tự nhiên nghe tin chị mất là quá bất ngờ, quá buồn luôn. Dạ, vâng, là liên tiếp gần đây là từ đầu năm đến giờ ấy, sân khấu nghệ thuật cải lương ấy liên tiếp đón nhận những tin buồn, những nghệ sĩ tài danh, những cây đa cây đề mà ra đi từ từ. Thì anh cảm giác như là sân khấu cải lương bây giờ nó làm sao? Thì phải nói là sân khấu cải lương từ cuối năm rồi đến đầu năm nay thì có nhiều cái tin buồn.
buồn, nhiều tên tuổi, nghệ sĩ tên tuổi tài danh về nơi cõi Phật ra đi trình diễn được xa sân khấu và xa khán giả thân thương. Thì giống như là sân khấu nói chung là cải lương rồi sân khấu rất là nhiều sân nghệ sĩ này nọ buồn lắm, ra đi là buồn lắm, nhưng giống như là vừa gặp một cái sân khấu, gặp cái đại nạn gì á, cầu mong trời Phật phù hộ được qua cái nạn kiếp này cho tất cả anh em nghệ sĩ được bình an, tan qua nạn khỏi, để làm nghệ thuật cho gửi đến khán giả những cái tác phẩm, những cái nhân vật, những vai hay để mà cho khán giả được thưởng thức. Chứ cầu mong là tất cả được bình an, không còn nghe những cái tin buồn này nữa. Như anh vừa nói là hồi xưa là anh có đi đoàn tỉnh hát với chị nghệ sĩ Tú Ngọc Đáng. Vậy thì giữa anh và chị Ngọc Đáng có kỷ niệm nào mà anh đang nhớ mà nhớ, anh vẫn còn nhớ không? Còn nhớ chứ. Còn nhớ là chị Ngọc Đáng diễn rất là sâu sắc. Chị nhớ ngày xưa là chị có đoạt giải huy chương vàng. Một cái vai nó rất là hay, vai một người mẹ. Một dân người mẹ mà trong cái tuồng gì rất là nổi tiếng mà mình quên cái tựa rồi. Nhưng mà vẫn nhớ cái vai đó, chị là đoạt giải huy chương vàng hội diễn toàn quốc. Rất là hay mà các bạn ơi, chị diễn rất sâu sắc, nhớ hoài con Tuấn đó. Và Năm Vũ Linh cũng đã từng kể đó là chị diễn hay đến nỗi mà chị khóc có một bên thôi các bạn, khóc được một bên, bên đây là kẻ thù không cho nó thấy, còn bên đây là người thân thương đó, hai cái thế giới nhà mà chị nè, mình là chị rơi nước mắt vì thương cho người thân mình này nọ, nhưng bên đây là kẻ thù, giống như chị cười chứ không cho kẻ thù thấy được. Mà diễn như vậy đó các bạn, diễn nghệ thuật như vậy đó khó không, mà chỉ diễn giả được cái đó rất là xuất sắc. Cái vai đó chị đã đoạt giải huy chương vàng của hội diễn toàn quốc là hạng A1 luôn á. Dạ, khán giả dạo gần đây này ít thấy anh xuất hiện ở trên cái sân khấu, cũng thấy anh ít xuất hiện những cái trích đoạn như các bạn thời nay hay lắm, là quay những trích đoạn rồi úp lên trên mạng để gửi đến khán giả, để cho khán giả biết đến mình là mình cũng đang hoạt động nghệ thuật trong lĩnh vực cải lương. Mà dạo gần đây thì khán giả ít thấy anh xuất hiện. Vậy thì trong đầu năm gần đây này thì anh có những dự án nào để xuất hiện trở lại với khán giả, để gọi là sao ta, gửi tặng lại khán giả những trích đoạn để cho khán giả nhớ lại mình không? Thì Ngân Tuấn cũng năm rồi thì các bạn cũng biết vì tình hình dịch bệnh cũng cả năm rưỡi rồi, cho nên cái tình hình sân khấu hoặc tình hình quay phim những trích đoạn rồi nó bị đình lại, cho nên Ngân Tuấn không có làm được, và đi hát thì sân khấu cũng ngưng lại. Bây giờ thì được thoải mái xíu, được đi hát này nọ, thì Ngân Tuấn cũng muốn ấp ủ có những bài tân cổ gửi đến cho khán giả thương, những trích đoạn hát gửi lại thương. Thì Ngân Tuấn cũng chuẩn bị ra một bài tân cổ giao duyên, đó là bài tân cổ Cảm Ơn, lời nhạc còn lời giọng cổ là do chính Ngân Tuấn sáng tác, quay để mà gửi tặng cho khán giả thương, và làm một hai ba trích đoạn gì đó để mà cho khán giả thưởng thức. Sau khi là cũng gần 2 năm rồi Ngân Tuấn không có gửi đến những trích đoạn cải lương, những cái bài tân cổ giao duyên để quay hình để gửi tặng cho khán giả. Ngân Tuấn rằng mong tổ nghiệp thương Ngân Tuấn sẽ thực hiện được những ước mơ đó.